cùng chúng Border Collie Jack. Annyeong mọi người, như mọi người đã biết thì dạo gần đây trên đảo Kaya đã xuất hiện thêm một em cún siêu sinh mang tên là Border Collie. Nhưng mà kế tiếp đây chúng ta sẽ có sự kiện hoa anh đào, cho nên là tôi muốn để dành thiệt nhiều kim cương để săn các em trứng cáo. Vì vậy tôi chỉ mua có một trứng Border Collie thôi, và tôi cũng muốn test thử nhân phẩm của tôi là nếu mà chỉ với một trứng này thì tôi có ra được em nào nền VIP không. Mọi người hãy cùng dự đoán cùng Son nhé. Nếu mà mọi người dự đoán Son sẽ mở ra trứng VIP thì mọi người bấm like, và còn nếu như mà dự đoán Son không mở ra được trứng VIP thì bấm đăng ký kênh nha. Xong xuôi rồi thì nhớ comment bên dưới cho tôi biết là mọi người có dự đoán đúng không nha. Ok, cùng đi mua trứng thôi nào. Bởi vì giá của trứng cuốn này khá là cao, cho nên là mọi người nhớ đến gặp NBC đứng ở trước cửa hàng Best Shop để lấy phiếu giảm giá và mua được em trứng này với giá 250kc nha. Sau đó cùng về khu vực cửa hàng và mua trứng thôi nè. Bây giờ tôi sẽ dùng thuốc bổ để nâng cấp các em bé cuốn này nhanh hơn nha. Ui, tính ra lại màu trắng đen trong kiểu nhìn vẫn cute xỉu ấy nha. Xong rồi, màu gì đây? Ủa, sao nó chưa lớn nữa vậy ta? Ok, vẫn thiếu 50 điểm nữa. Ok, tiếp tục dùng thuốc bổ tiếp thôi. Ra màu gì xinh xinh nha trời ơi. Ok. Ui, chỉ ra được một em nền xanh thôi. Vậy là coi như là cái pha test nhân phẩm này là thất bại rồi đó. Có bạn nào đón trúng không ta? Tiếp theo hãy cùng đi nghĩ thử một vòng trong cửa hàng hôm nay có gì nha. Hôm nay chúng ta có gói cô bé chuột phô mai. Gói này lúc trước tôi nghe nói là bị liên quan về các vấn đề bản quyền, cho nên là chắc là sẽ không ra lại nữa. Nhưng mà cuối cùng nó đã ra lại rồi nè mọi người ơi. Cho nên là tôi quyết định phải xúc lẹ ngay và luôn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có hai gói đồ bằng kim cương mới, đó là gói đầm thánh Patricio. Tôi cũng không nhớ rõ về cái lễ hội này lắm, nhưng mà thông thường mọi người sẽ mặc đồ màu xanh lá vào cái ngày đó, và nó thường sẽ phổ biến ở bên các nước phương Tây hơn là các nước châu Á của mình á. Gói này thì tôi thấy có cái cây đũa cỏ bốn lá, trông nó có hiệu ứng khá là xinh, cho nên là tôi quyết định cũng sẽ mua luôn cái gói nữ. Cùng xanh nhận đồ thôi nè. Và tiếp theo nó sẽ là chuyên mục thử đồ nha. Chúng ta sẽ thử cái gói đầm màu xanh trước. Ui, nhìn cũng hợp lý phết đấy mọi người. Nhìn hơi bị xinh nha. Để tôi thử test các dáng khác cho mọi người xem sao nhé. Trông có vẻ hợp lý đó nha. Chúng ta sẽ thử trang phục cô bé chuột. Ui, cái gói này nó có hai cái lỗ tai chuột siêu to khổng lồ luôn mọi người. Và như thường lệ chúng ta sẽ mặc full set với tất cả các món đồ ở trong gói đồ nha. Cái màu mắt của gói này trông nhìn khá là lạ, hơi kiểu buồn buồn mà trông kiểu nó vô tri vô hồn ấy mọi người, nhưng mà vẫn cute nha. Tiếp theo là tôi sẽ tiếp tục thử với các dáng người khác nhau để xem bộ trang phục này sẽ hợp với dáng người nào nhất. Thì hình như là dáng em bé và dáng trung bình trông vẫn hợp lý nhất mọi người nhờ. Nhưng mà tôi chợt để ý là cáo đầm này trông nó giống giống cái bộ đồ trên avatar của tôi ghê. Cho nên là tôi sẽ thử phối cái bộ đồ này theo cái phong cách trên cái hình avatar của Sora nhá. Đầu tiên thì tôi sẽ cần tìm một cái mái tóc màu vàng nè. Sau đó sẽ phối thêm cùng với một cái nơ màu đen. Và cuối cùng là một đôi mắt màu xanh nữa. Mọi người nhìn có thấy giống nhân vật ở trên avatar của tôi không? Trời ơi, cute xỉu luôn. Ok, hôm nay test nhân phẩm và review đồ tới đây thôi. Mọi người nhớ đừng quên để lại một like, đăng ký kênh và share video ủng hộ cho Son với nha. Cảm ơn mọi người đã xem video tới đây, và chúc mọi người chơi game vui vẻ. See ya.